Hậu cân xuất thích hay là yêu còn chưa biết, Lona Kiều Loan bất ngờ công bố bạn trai. Lona Kiều Loan khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với những hình ảnh mới. Mới đây, Lona Kiều Loan khiến người hâm mộ thích thú khi trở lại đường đua âm nhạc với MV Đố Anh Quên Được Em. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu với giai điệu và ca từ vô cùng bắt tai, hợp chèn giới trẻ. Sản phẩm lần này của Lona Kiều Loan có sự xuất hiện của một nhân vật nam điển trai. Trong MV, Lona Kiều Loan gặp gỡ một chàng trai trong quán bar, sau đó cả hai đó có màn tay trong tay trong khung cảnh đêm muộn vô cùng lãng mạn. Tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng đến cuối cùng, khán giả phải ồ lên tiếc nuối vì kết thúc vô cùng bất ngờ của chuyện tình sớm nở tối tàn này. Lona Kiều Loan chia sẻ thêm, lý do mà sau hơn một năm debut, Lona mới quyết định cho ra mắt MV thứ hai là vì sau sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Lona cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều còn cải thiện như giọng hát, vũ đạo và cả khả năng biểu diễn. Trước đó, bài hát debut của Lona Kiều Loan đã gây bão cộng đồng mạng với nhiều bản phối, bản cover. Thế nên sự trở lại của Lona Kiều Loan được khá nhiều trông đợi bởi cô hiếm hoi là một trong những người đẹp đi hát nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Mang trên mình danh hiệu của một cuộc thi nhan sắc đến màn đá chéo sân ở các sân chơi về âm nhạc thời gian gần đây như King of Rap, The Heroes, Lona Kiều Loan đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường cầm mic chuyên nghiệp.